Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Bidiceptone. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe nếu như bạn quan tâm tới thông tin về bd cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà trường anh pham chia sẻ dưới đây thành phần sunfem thor sazon chi tá dược vừa đủ một viên dạng bào chế thuốc viên nén công dụng những khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm với bd septon những khuẩn đường tiết niệu những khuẩn đường tiết niệu dưới không biến chứng những khuẩn đường tiết niệu mãn tính tai phát ở nữ trưởng thành viêm tuyến tiền liệt nhiễm khuẩn những khuẩn đường hô hấp đợt cấp viêm phế quản mãn tính viêm phổi cấp tính và viêm tai giữa cấp tính ở trẻ em viêm xoang má cấp tính người lớn những khuẩn đường tiêu hóa lị trực khuẩn viêm phổi y chống chỉ định mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc Suy thận nặng mà không giám sát được nồng độ thuốc trong huyết tương. Thiếu máu nguyên hồng cầu khổng lồ do thiếu axit folic. Trẻ nhỏ dưới 2 tháng tuổi. Rối loạn chuyển hóa porphyrin cấp tính. Liều dùng. Những khuẩn đường tiết niệu. Những khuẩn đường tiết niệu dưới không biến chứng. Người lớn, hai viên chia làm 2 lần, cách nhau 12 giờ trong 10 ngày. Trẻ em 8 mg chimetolprim với 40 mg sulfamethoxazole trên 1 kg, chia làm 2 lần, cách nhau 12 giờ trong 10 ngày. Những khuẩn đường tiết niệu mãn tính tái phát, nữ trưởng thành. Uống 1 đến 2 viên, uống 1 đến 2 lần mỗi tuần. Những khuẩn đường hô hấp. Đợt cấp viêm phế quản mãn tính, người lớn, 2 đến 3 viên, 2 lần mỗi ngày trong 10 ngày. Viêm tai giữa cấp tính Viêm phổi cấp tính ở trẻ em, 8mg Chimethoprim với 40mg Sulfamethoxazole trên 1kg trong 24 giờ, chia 2 lần cách nhau 12 giờ, trong 5 đến 10 ngày. Những khuẩn đường tiêu hóa lị trực khuẩn. Người lớn, 2 viên chia làm 2 lần, cách nhau 12 giờ trong 5 ngày. Trẻ em, 8mg Chimethoprim với 40mg Sulfamethoxazole trên 1kg chia 2 lần cách nhau 12 giờ, trong 5 ngày. Cách dùng, thuốc dùng đường uống. Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng. Suy thận, dễ bị thiếu hụt axit folic như người bệnh cao tuổi, khi dùng thuốc liều cao dài ngày, mất nước, suy dinh dưỡng. Tác dụng phụ. Hay gặp các triệu chứng sốt, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, viêm lưỡi, ngứa ngoại bàn. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và đang cho con bú. Không sử dụng Tác động của thuốc đối với người lái xe và vận hành máy móc. Thận trọng khi sử dụng. Nhà sản xuất. Công ty cổ phần dược vật tư y tế Bình Định, Việt Nam. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm BD Septon, đồng thời biết cách sử dụng BD Septon sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.